Chị các bạn, trên tay mình đang là Lumia 640XL và phải rất lâu rồi mình với các bạn mới có dịp được đánh giá camera của một chiếc Lumia phone phải không nào? Và nghe đến Lumia thì có vẻ như đây là một thiết bị chụp ảnh đẹp rồi. Nào bây giờ các bạn hãy cùng mình đánh giá camera của thiết bị này nhé. Trước khi liệt kê cấu hình thì phải báo giá sản phẩm đã mới thấy được sự hư cấu của cấu hình phần cứng. Lumia 640XL có giá chỉ 4,6 triệu đồng, tức là nằm chung phân khúc với Galaxy Grand Prime, HTC Desire 620G nhưng được trang bị camera chính 13 megapixel. Ống kính Canxi danh tiếng kèm với phần mềm Lumia Camera. Mà Lumia Camera này là loại mới nhất, Lumia Camera 5, giống trên các máy hàng đầu như là Lumia 930, 1520, vừa mới được nâng cấp với các tính năng như là Rich Capture và Lumia Moment. Có vẻ như là Lumia lại trở lại thời kỳ hoàng kim hồi Lumia 520, ngon, bổ, rẻ. Đến máy tàu còn phải khiếp sợ về độ hào phóng của nhà sản xuất. Sang giao diện, phần này thì quá quen rồi nhưng mà nó có một số điểm nâng cấp nhỏ mà không nói thì ít người quan tâm. Đấy là được phẳng hóa các nút bấm tròn. Ở trên thanh công cụ này có thêm phần chế độ chụp ảnh đa dạng, là lúc chúng ta bấm chụp thì thiết bị sẽ chụp nhiều ảnh, lưu thêm một số thông tin về ánh sáng và độ sâu. Để lúc mà chúng ta chụp ảnh xong thì phải xử lý khá là lâu như thế này mới lưu được hết thông số. Chúng ta có thể vào đây để chỉnh sửa sau, chọn ảnh đẹp nhất, chọn ánh sáng. Và đây chính là cái Rich Capture mà được giới thiệu, hơi khó hiểu cho những bạn nào chưa sử dụng qua. Càng kéo thanh này lên thì ảnh trông càng HDR. Khi chúng ta dí vào phím chụp hình này thì máy sẽ tự động chuyển sang chế độ quay phim chất lượng cao. Mỗi khung hình lấy ra sẽ được một tấm ảnh 13 megapixel. Còn chất lượng video thì có lẽ chưa được 4K như trên Lumia 930. Rồi xong, chuyển qua phần đánh giá ảnh. Đẹp, 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 đẹp xuất sắc là những từ mà mình diễn tả cho chất lượng ảnh của Lumia 640XL. Không hiểu là chế độ chỉnh tay để làm gì khi mà ở chế độ tự động đã đẹp như thế này rồi. Chắc sắp tới mình sẽ làm thử một video cho một bạn nhiếp ảnh gia chỉnh tay. Sau đấy thì so sánh với ảnh mình chỉ dùng auto và xem cái nào đẹp hơn. Chúng ta dành thời gian để ngắm nhìn các bức ảnh chụp bằng Lumia 640XL chứ không cần phải chia ra từng phần nữa. Video quay cũng đẹp nhưng không có chế độ chống rung nên hơi ảnh hưởng chất lượng. À mà quên, mình đang đánh giá một con điện thoại giá rẻ mà dùng một lúc thì cứ tưởng là máy cao cấp. À lại quên nữa, vẫn có điểm chê chứ không phải là tốt hẳn. Đấy là camera trước 5 megapixel nhưng mà chất lượng hoàn toàn đáng sợ. Nếu thiếu sáng thì da sẽ bị sậm màu như là phủ bụi lên, còn nếu mà sáng quá thì mặt sẽ bị đỏ như gà trọi. Nói chung là chỉ can đảm chụp cho các bạn 2 tấm hình này thôi. Vậy đó là tất cả những gì mà camera Lumia 640XL có thể làm được. Thật là tuyệt vời phải không nào? Hẹn gặp lại các bạn trong những video so sánh sắp tới của Lumia 640XL với các đối thủ cùng phân khúc. Và cả trên phân khúc nữa, chắc chắn nhiều máy cao cấp hơn cũng sẽ phải khiếp sợ. Còn bây giờ xin chào!